Thế em xây ngôi nhà này hết bao nhiêu tiền? Xây ngôi nhà này hết tiền ba trăm triệu. Wow, 300 triệu. Cho một ngôi nhà 2 tầng. Chào em nhá. Em bao nhiêu tuổi rồi? 14 à? Có đang đi học không? Có. Lớp mấy? Lớp 8. Lớp 8 à? Vâng. Thấy một miếng da trâu nó vẫn còn tươi ở đây này, vẫn phơi trên một bức tường đá như này. Và những con ruồi nó còn vẫn đang bâu để ăn mấy cái máu tươi trên đấy. Trên này là một trong những cái ngôi nhà được xây rất kiên cố ở trong ngôi làng này. Nhà bên dưới thì cái cổng nó lại không được đẹp cho lắm. Mà đứa này được mấy tháng rồi hả bà? 9 tháng rồi. 9 tháng? Dạ. Ôi 9 tháng mà con đã ăn cơm như này rồi á? Được anh. Ôi dồi ôi, con giỏi nhờ. Mà cái nồi cơm của con thì cũng đáng yêu quá cơ. Thế có phải là hôm đấy chồng say rượu xong rồi đèo em không? Em ơi! Vào chơi được không? Vào nhà chơi một tí. Chào tất cả mọi người, ngày hôm nay thì mình và Vũ đang trên hành trình đến một bản làng rất là xa xôi ở trên núi đá Hà Giang. Và đây chính là con đường để đi vào ngôi làng đó. Mọi người có thể nhìn thấy là cái con đường này nó chỉ có đúng một cái lối để cho xe máy đi thôi. Và nếu mà hai xe máy gặp nhau thì phải một xe dừng lại để có thể tránh được nhau. Đấy, phía sau mình cũng có một người dân nữa cũng đang trên đường đi về. Wow, đi cẩn thận Vũ ơi. Tôi vào đến đây thì tôi có cái cảm giác nó giống như kiểu cái con đường mà đi lên cái mỏm đá tử thần ấy. Bởi vì nó cũng không khác gì cả, bởi vì một bên là mém vực luôn. Rất là sợ. Nhưng mà đường này tôi thấy khiếp hơn đấy, bởi vì là rất khó để tránh nhau đúng không? Đúng rồi. Mà cái xe của mình nó không phải là cái xe để phù hợp đi với cái con đường này nữa. Đúng. Hôm nay thời tiết khá là mát nên là hai anh em quyết định đi chơi chung một chuyến. Phong cảnh ở Hà Giang thì luôn luôn vậy, rất là đẹp. Đoạn này mới khiếp này. Biết mọi người có thể nhìn thấy không? Đấy, phía bên dưới là vực, bên trên là đường. Tuyệt vời quá. Bây giờ điều quan trọng nhất là tay lái của Vũ phải thật vững. Nếu không thì... Vui ơi, đây. Tôi sẽ tập trung hết cơ. Bên này. Tôi sẽ tập trung hết cơ và sẽ không nói gì cả. Bởi vì là... Nếu bây giờ mà cứ phải nói là nguy hiểm. Thì... bởi vì cái địa hình ở trên núi đá nó rất là khó để làm đường, nên là bà con làm được một con đường này là rất đáng quý rồi. Giống như cái con đường hôm trước mình có đi ấy thì nó còn nguy hiểm hơn cơ. Và để mở được một cái mặt bằng này mất rất nhiều thời gian và công sức và rất nhiều sức người mới có thể làm được. Không biết bạn có thể nhìn thấy không nhưng mà tôi đang run lắm đây. Trên này thì con đường đã bớt dốc hơn và không còn vực nữa rồi. Không biết mình liệu mình có đang đi đúng đường hay không nữa. Cứ đi thôi, thì cứ có đường là có đích đến mà, không cần phải đúng. Vì những chuyến hành trình của mình thường không có đích đến, cứ đi thôi. Đi thấy chỗ nào hay thì đến, chỗ nào hay thì đi. Chỉ cần nhớ đường quay trở về là được. Bây giờ thì hai anh em đã vào gần đến một ngôi làng. Ngôi làng này trông có vẻ cũng hấp dẫn đấy, có nhiều điều thú vị ấy. Đỗ đây nhỉ? Rồi, đỗ đây đi. Chào chú ạ. Chú ơi, trên này họ đang làm gì mà ồn ào đấy ạ? Làm ma. Đám ma hả? Ồ, trên này có đám ma. Đám ma khô này. Đám ma khô à? À, có vào chơi được không hả chú? Vào xem được không ạ? Được. Được à? Được. Vâng. Được, nhưng mà bây giờ là phải ngày say rượu lắm. Nhiều người say rượu à? Nếu mà nhiều người say rượu mình cũng rất là ngại tiếp xúc, bởi vì họ có những cái hành động rất là nguy hiểm. Thế bây giờ chú cũng đi vào đây ạ? Vâng ạ, chú đi đi ạ. Anh và con trai anh đi cái đường này anh còn sợ. Nhưng mà em đi cái đường này em không sợ? Có. Nhưng mà giỏi thật đấy, khách tự đi được. Em tên là gì đây? Em tên là Bó ấy. Bó à? Thì đi xuống cẩn thận nhá. Chào Bó nhá. Chào anh nhá. Sự xuất hiện của mình đã khiến các bạn nhỏ rất để ý và các bạn đã ra đến đây rồi. Ngày hôm nay thì chú mang rất nhiều bánh kẹo. Ê,
Chiu chiu. Chiu. Này cho các con này. Bạn đã ăn kẹo không? Chú mang nhiều lắm. Chú mang nhiều lắm. Này cho con gái này. Này con gái này. Ở đây cô bé này có vẻ hơi bén lẽn. Này. Ơ chưa thấy bạn nào nói xin nhỉ? Ủa chào đấy. Vũ đã bao giờ chứng kiến một cái đám ma khô chưa? Thật ra thì ở cái mảnh đất của Vũ cũng có nhiều những cái đám ma khô như thế này, nhưng mà để mà chứng kiến tận mắt thì Vũ vẫn chưa nhìn thấy. Chưa à? Vũ vẫn chưa biết là cái phong tục và cái cách người ta làm như thế nào. Thôi mình cứ thử vào xem. Nhưng mà bởi vì là hôm nay nghe chú kia bảo là làm xong rồi thì chắc là vào chỉ có gặp mọi người nữa thôi. Ngôi nhà này thì trông cũng rất là kiên cố. Ủa tôi thậm chí là thấy một miếng da trâu nó vẫn còn tươi ở đây này, vẫn là phơi trên một bức tường đá như này. Và những con ruồi nó còn vẫn đang bâu để ăn mấy cái máu tươi trên đấy. Chào em nhá. Chào em nhá. Anh vào chơi với gia đình một chút được không? Em chào mọi người ạ. Trước sân còn có rất nhiều cái thịt bò nhở, chưa dọn, rất nhiều thịt bò. Thế trong này mình còn thấy có một cái đùi bò mà ruồi nó cũng đã bâu hết vào rồi. À thấy mọi người cười rồi, thấy hơi căng căng nhưng mà thấy cười rồi. Thôi cứ vào chơi đi. Say rượu rồi à? Vâng, không sao đâu ạ. Không sao đâu ạ. Vâng, có công việc thì phải say rượu. Phía bên này cũng là một bàn rượu, những người đàn ông đang uống rượu. Rất tiếc là cái thời điểm mà hai anh em mình đến đây thì là cái đám ma khô nó đã diễn ra xong mất rồi. Thì thôi không làm phiền mọi người nữa. Vâng. Em xin phép ạ, em chào mọi người ạ. Chào xin phép nha. Thôi nhậu ạ. Nếu mà ở lại lâu một chút nữa là sẽ bị uống rượu đấy. Chúng ta phải chạy đi thôi. Tiếc quá không được chứng kiến cái đám ma khô của đồng bào ở đây. Nhưng mà khi mà nhìn ở phía bên trong thì thấy con đường đi vào còn rất là xa. Hay mình vào trong tiếp nhỉ? Rồi, nhất trí. Còn bạn nào không có kẹo không? Cô bé này chưa có đúng không? Có chưa? Chưa đúng không? Đó. Cho kẹo mút nha. Ôi còn xinh gái quá đây này. Còn rất nhiều bạn nữa. Chào cô nha. Vâng. Bye bye. 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 Nào, để xem tránh nhau như nào. Đấy, tránh nhau là một xe phải dừng lại như này để một xe khác qua. Nó không còn lối nào để ấy nữa rồi. Được cái thì người Mông thì họ rất là thân thiện. Ví dụ như, như người khác chẳng hạn đúng không? Thì có khi là chửi rồi đấy. Ôi, thấy xe phía trước chạy hơi nhanh, thôi mình nhường cho họ đi. Thì bạn này có vẻ là hơi chạy hơi nhanh đấy. Wow. Hơi bị giang hồ ấy. Bạn ấy chạy rất nhanh thôi, chúng ta có thể nhường bạn đấy. Thực ra những cái con đường nhỏ như này thì đôi khi nó cũng rất là bất tiện. Bởi vì là hai cái xe đi ngược chiều nhau, hoặc là chỉ cần một người đang đi trên đường thôi là đã phải dẹp vào để cho người còn lại đi rồi. Đấy, một xe phải dừng lại cho một xe đi. Thôi mình nhường cho anh ấy đi đi. Đi đi anh ơi. Vâng. Đi chơi. Đi chơi. Chào anh nha. Rồi, đi xuống con đường nhỏ này đi. Đây. Con đường này thì... Bây, từ từ, bạn ơi, bạn phải tránh nhé. Từ từ, đây, tôi sẽ tìm một cái điểm nào đấy để tránh chị. Nào, chị tránh rồi à? Chị ấy. Chào chị nhá. Cảm ơn chị nhá. Cảm ơn chị. Mà tôi thấy có một cái rất là lạ nhá. Là những con đường ở đây ít khi có điểm cuối lắm nhá. Nó sẽ xiên kiểu từ làng này sang làng kia ấy nhở. Đúng rồi. Không biết là ngôi làng này có phải là một ngôi làng cụt không. Ôi giời ơi, đường này. Ôi đường đi vào. Đường này nói chung là nói không với những người say rượu hoặc thần kinh không tốt. Bởi vì cái đường nó cong nha, mình cong không kịp là mình đi xuống dưới. Đúng rồi. Và tôi thấy hầu như những người dân mà người ta đi những cái lễ đi ăn cơm ở nhà
Ví dụ như là có những cái nhà người ta làm những cái đám ma như ngày hôm nay này, người ta sẽ uống rượu hết ngày nọ đến ngày kia, chứ người ta đến chờ đến lúc tỉnh táo người ta mới về chứ, chứ người ta không về ngay. Mình vào làng rồi thì hay là anh em đỗ đây đi nhỉ? Rồi, ok, xe này đi. Các bạn thân mến, hiện tại thì mình đang có mặt tại một ngôi làng nhỏ nằm lọt thỏm dưới chân những quả núi. Và ngôi làng này thì trông khá là trù phú, bởi vì những ngôi nhà ở đây đều được xây dựng rất là kiên cố và đẹp. Đây thì không thấy có đông người lắm. Thấy có một bà đang chăm sóc hai cháu. Chào bà ạ. Đây chắc là một ngôi nhà, đường để vào một ngôi nhà thôi. Hay là anh em mình thử đi vòng vòng quanh đi, xem nó như nào nhỉ. Được cái là mấy con chó đây nó cũng khá là lành, nó chỉ gầm gừ một tí thôi. Ui. Ở đây họ còn treo những cái quả bí lên những cái cây đào như này này. Hay nhở. Đây chắc là khoảng vườn của một gia đình để nuôi những con gia súc, gia cầm. Bên ngoài thì được làm rào bằng đá. Ngôi làng khá là im lìm. Thì cái thời điểm này chắc là các bạn nhỏ cũng đang đi học, chuẩn bị về. Hoặc là người lớn đang đi làm thì không có ai ở nhà. Nhưng mà ngôi làng này thấy rất là sạch sẽ nhá. Không có bừa bộn. Và hầu như là được bao quanh bằng những tường đá. Đây, đây là một gia đình trông khá là giàu vì có gần 6 chiếc xe máy. Cũng im ắng lắm, không thấy có ai cả. Ồ. Đúng vậy, không có ai cả. Bởi vì mình có cảm giác như kiểu mình và Vũ đang giống như hai thằng kiểu đi ăn trộm ấy. Cứ mò. Có ai không ạ? Làng mình ơi. Làng mình có ai ở nhà không? Thôi cứ đi đi bạn ơi. Bạn vừa hỏi có ai không, cái cửa này tự mở rồi. Ôi giời. Đi. Cứ thử đi một vòng xem như nào. Biết đâu lại có cơ duyên gặp những con người thú vị. Trường ơi, tôi để ý thấy có cái gì nó cao cao như này nhỉ? À, cái này thì là mộ ông ạ, mộ của người đồng bào. Thì họ sẽ đắp cao lên như vậy. Mình nhìn thấy này mình cảm thấy hơi bị lạnh gáy ấy. Hơi lạnh sợ nhỉ? Không có gì đâu, yên tâm, đi cùng tôi không sao đâu. Ui, bên này còn nhiều hơn nữa này bạn này. Này có một có hai ngôi mộ nữa. Và họ làm những ngôi mộ rất là gần đường như này. Đúng thời điểm mình đến ngôi làng này vắng thật, không có một ai luôn. Đấy, đến ngôi nhà này cũng thấy đóng cửa. Có người ở trong. Hay cứ thử vào ngôi nhà này chơi một xíu nhé. Có người đấy, đang đắp đá đấy. Em chào anh. Chào em. Đến chơi nhà một xíu được không em ơi? Mình đến chơi nhà một xíu được không? Được. À, may quá. À, con này không có đuôi này, chó mông cộc này, đúng không? Đúng. Con chó lấy đắt tiền không em? Có ạ. Bao nhiêu tiền? 10 triệu. Ồ. Con đỏ này đắt tiền này. Chó đỏ đắt tiền đúng không? Đúng. À, may quá anh bạn này, anh cho vào nhà chơi. Con kia có đuôi thì sủa nhiều thế. Em gọi con không đuôi về xem nào. Con đấy có gần 10 triệu cơ à? Vâng. Cái con này thì con chó cỏ này không chấp. Được. À, thôi không sao đâu. Em mới có thiết kế một cái dây này để làm cái cửa tự động. Em tên là gì nhỉ? Quên mất. Em tên là Hờ Mí Mùa. Em Mùa à? Vâng. Hôm nay ở nhà một mình à? Ở nhà có em với bố em. Nó chạy đâu mất rồi ấy nhỉ? Không biết được.
Thế sao con chó màu đỏ nó lại đắt nhỉ em nhỉ? À, vì con chó màu đỏ này không có đuôn thì phải đắt thôi. Ừ. Nếu là có đuôn thì không đắt nữa. Ừ. Chạy đâu rồi? Con hay là nó sợ này. Mình bắt nó hay sao không nhỉ? Không biết ạ. À, anh về nhà mẹ tí à, có chó về thì sẽ về nhá. Ừ, thôi được, tí nó về thì mình xem nó sao. Đi, vào nhà chơi một xíu đi. Vừa rồi thì anh có để ý thấy Mùa đang làm gì ở chỗ này đấy em? Ờ, đây nè. Ờ, em đang đắp lại cái tường của nhà mình à? Vâng. Ờ. À, nhà Mùa thì cũng được rào xung quanh bằng những cái bức tường đá. Thế là Mùa đang sửa lại cái tường đây đúng không? Đúng ạ. Đây à? Vâng. À, cái chỗ này nó bị sập nên Mùa đã phải sửa lại. Ồ, bây giờ mới có thời gian để quan sát ngôi nhà của Mùa. Nào, trật tự. Ờ, ngôi nhà này thấy đặc biệt ghê á. Bởi vì á, phía trên là để ở đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi, còn phía bên dưới là... cho bò, cho bò là... rất là kiên cố luôn. Đấy, đây là một trong những cái chuồng bò gọi là xịn nhất mà mình từng biết đấy. Nhà em nuôi nhiều bò nhỉ? Ít nữa thôi. Đâu, thế này đâu có ít đâu. 6, 7, 8 con gì đấy. Thế nhà em nhà giàu rồi, đúng không? Mua đúng nhà rồi. Giàu đấy. À đúng rồi đấy. Mua khẳng định luôn, nhà Mua là nhà giàu. Rồi, làm quen nhá, thế thôi, sủa thế thôi. Biết rồi. Em ơi, làng mình tên là làng gì nhỉ? Hả? À? Làng mình tên là gì? Nhà em tên là Dung Tâm không ạ? Không, cô làng của mình tên là gì không? Cô... Cả cái khu mà mình đang ở đây là tên là gì? Ở cái khu này mình đang ở đây là tên là Già Lùng ạ. Giàng Lùng à? Vâng. Già Lùng. Vâng. Già Lùng. À đây rồi. Nhưng mà anh để ý có hai nhà mà. Là nhà này nhà cũ à? Nhà là nhà cũ. Ừ. Nhà này là nhà mới. Ừ. Nhà rất là có điều kiện. Đây này. Mình thử lên trên tầng của ngôi nhà xem như thế nào. Nhà nuôi nhiều chim bồ câu thế. Lợn cũng nhiều. Nói chung là nhà em rất là trù phú. À, phía trên này thì... chắc là có điều kiện sẽ xây thêm nữa nhỉ? Vâng. Thì bao giờ em xây tầng 2 ở đây? Bao giờ không có tiền, lúc nào có tiền thì mới xây ạ. À. Cái phía trên này thì nó không có gì nhiều nhưng mà được cái nó có một cái tầm view rất là đẹp. Đấy, nhìn hết cái thung lũng phía trước. Nhà mình là quan sát được hết tất cả những ngôi nhà khác đấy nhỉ? Vâng. Nào, thử đi vào trong ngôi nhà gọi là gần như giàu nhất cái làng này xem như nào. Thì Mua có sở hữu một chú chó hơn 10 triệu nữa thì cũng không phải là bình thường đâu. Vào trong nhà em. À, đây là ngôi nhà phía trong có một cái khung để dệt vải lanh. Ồ, em biết thổi kèn à? À không ạ. Thế là của bố à? Bố cũng không biết nữa, nhưng mà Mua về để nó thử hay biết hay không biết cả. À, vâng. Trang trí thôi đúng không? Đấy. Phía bên này thì là phòng ngủ. Ồ, nhà mình cũng thoáng nhờ, rộng. Bên này có một cái ban công như này, trông cũng rất là hiện đại. Trong này không có... Không có gì em. Anh thấy nhà em này là quá tuyệt vời ấy nhỉ? Được à? Ừ. Anh có hút thuốc không anh? À anh không. Không anh ạ? Anh không hút thuốc. Ừ, cũng không uống rượu luôn. Anh chỉ đến chơi với em thôi. Phía ban công nhìn xuống một cái gọi là chuồng nhỉ? Cằm chua. Ừ, ở dưới có chuồng và trồng một cây cà chua rất là to. Vâng. Thì mình tận dụng hết, hầu như là ngôi nhà của Mua chỗ nào cũng được tận dụng. Không có cái chỗ nào thừa hết. Nguyên một cái khoảng sân bên dưới là để cho những con vật khác nó nô đùa. Và chứa những cái chất thải để làm phân bón nữa đúng không? Đúng. Ok. Đi,
hay là ra xem em xếp đá đi, bởi vì anh thấy cái tường đá nó cũng rất là công phu cầu kỳ ấy. Mình cũng đi nhiều nhà rồi nhưng mà nhìn thấy tận mắt mọi người xếp những cái bức tường đá thì lại chưa. Thì cái công việc xếp tường đá này thì mua có phải học không hay là tự biết làm? Tự biết làm thôi ạ. Không ai dạy à? Vâng. Ờ, đi. Bức tường này là nó tự sập à em? Cái tường này nó tự sập à? Ừ. Chứ không phải em say rượu xong em hút vào đâu gì? Không. Đây này, nó hay ở chỗ là họ không dùng xi măng để kết nối, mà họ sẽ tìm những cái kẽ hở, họ đặt những cái viên đá phù hợp vào để cho nó khít. Đấy, có những cái viên to, viên nhỏ thì sẽ bổ trợ cho nhau để nó khít vào. Đấy, cái tảng đá của Bùa Cẩm to lắm. Đấy. Mà xếp làm sao nhé, cái mặt phía bên trong cũng như là mặt phía bên ngoài ấy, là phải có những cái mặt phẳng như này nó mới đẹp được. Có phải là mình xếp không đâu nhỉ, mình còn phải xếp cho nó đẹp nữa. Vâng. Đấy. Dễ thương, dễ mến quá. Nhà mình có nuôi nhiều gà không? Nhà em nuôi ít thôi, gặp chết hết rồi. À, chết hết rồi. Chăn nuôi thì nó có lúc này lúc kia nhỉ? Vâng. Lúc thì nó sinh sôi nảy nở, lúc thì nó dịch bệnh. Vâng. Thì người nông dân mà cũng phải trông vào may mắn nữa. Công việc của Mua thì chắc khoảng đến tối thôi thì là bức tường này sẽ làm xong. Mình vẫn tò mò cái con chó 10 triệu mà nó xấu hổ mình, nó chạy đi đâu mãi nó không về. Thế em xây ngôi nhà này hết bao nhiêu tiền? Xây ngôi nhà này hết tiền 300 triệu. Wow, 300 triệu. Cho một ngôi nhà 2 tầng. Rất là kiên cố. Thế là 300 triệu đấy thì là em đã trả hết chưa hay là còn nợ không? Em trả hết rồi. Wow. Vì lúc đi là thuê được Trung Quốc thì đi là về mới làm ạ. À. Thì cái thời điểm đấy đi làm ở Trung Quốc thì lương cao đúng không? Đúng rồi. Một tháng kiếm được bao nhiêu tiền? Một tháng kiếm được ít nữa hả? Mà kiếm được còn tiền Việt Nam thì được 10 triệu, hơn 10 triệu. Ừ. Là em đi làm mấy năm thì đủ 300 triệu? Em đi làm một năm thì bố với mẹ em đi nữa thì cả hai anh cầm nhà đi. Thế là bố mẹ và Mua kiếm 300 triệu trong vòng một năm. Vâng. Và xây được một cái nhà to và đẹp hoành tráng. Và rất tiếc là bây giờ thì không sang đấy để kiếm thêm tiền được nữa nhỉ. Bây giờ còn muốn đi không? Có, nhưng mà bây giờ Trung Quốc đi không được, phải đi Việt Nam thôi ạ. Ừ. Nhưng mà anh thấy đi ở Việt Nam thì cũng kiếm được nhiều tiền mà, đúng không? Kiếm được nhưng mà Việt Nam thì phải đi tìm nhà trọ này, mình tự ăn thì sẽ không được như Trung Quốc. À, vậy là bên Trung Quốc họ sẽ nuôi mình ăn và cho nuôi mình ở nữa. Vâng. Ừ. Thế thì sẽ bớt tốn kém hơn và tiết kiệm được nhiều hơn. Đó là cũng là một trong những lý do mà mọi người lựa chọn để đi làm thuê ở nước ngoài. Cái này rất là dễ gần này. Chú đỏ, chú chó đỏ 10 triệu này đã về rồi. Ê, con này dễ gần nhỉ? Vâng. Ồ. Chiu chiu. Đấy, bạn đỏ này bạn thân thiện hơn bạn trắng. Ê, chó đỏ ơi, ra đây. 12,
12 triệu xuống còn 10 triệu ơi ra đây nào. Kiêu kiêu. Rất là hiền luôn. Chiêu chiêu. Nào. Mày ăn ở nào mà 12 triệu còn xuống 10 triệu đấy hả Đỏ? Đỏ ơi. Đỏ. Đỏ ăn ở kiểu gì mà bị hạ giá đấy Đỏ? Ra đây. Ra đây nào. Đấy. Này bây giờ mình phải xem được cả mắt cả lưỡi. Ừ. Xem nó nếu mà nó đồng màu hết tất cả thì là nó mới được giá. Ừ. Mắt, lưỡi, tai. Ờ nhưng mà bây giờ khó bắt được nó lắm nhỉ. Ừ. Nó vẫn lạ mình. Mua ơi. Dạ. Rất là cảm ơn em đã đón tiếp bọn anh ấy. Bây giờ anh lại đi chơi tiếp đây. Vâng. Ừ thì em làm xong chúc em sớm làm xong bức tường nhá. Vâng. Cảm ơn em đã đón tiếp bọn anh nhá. Vâng. Ừ. Hôm nào mà anh lại đến chơi tiếp. Vâng, lúc nào đến chơi về đây chơi anh. Ừ. Ok. Tốt quá. Rất là hiếu khách luôn. Những ngôi nhà ở trong ngôi làng này thì thực sự là rất là kiên cố và được đầu tư xây dựng. Đây này, trên này là một trong những cái ngôi nhà được xây rất là kiên cố ở trong ngôi làng này. Nhưng bên dưới thì cái cổng nó lại không được đẹp cho lắm. Không biết là có ai ở nhà không? Thấy có trẻ con. Chị ơi! Anh ơi! Em ơi! Vào chơi được không? Vào nhà chơi một tí. À, có một không biết là chị hay là em, à, một em gái đang bế con. Ồ. Oh. Chào em nhá. Chào anh. Anh vào nhà chơi một tí được không? Dạ được ạ. À được à. Ồ. Oh, tốt quá. Đây, ngôi nhà này cũng làm những cái dây này thành cánh cửa tự động. Mở ra chứ không cần phải hết sức đóng vào. Chào em nha. Nhà em là nhà nào? Nhà này. Nhà này à? À. Đi vào nhà chơi một xíu nhá. Cô gái tôi đoán là cũng còn trẻ tuổi thôi. Em bao nhiêu tuổi rồi? Em 20 tuổi ạ. 20 tuổi à? Vâng ạ. À, có mấy bạn rồi? Có mấy con rồi? Hai đứa rồi. Hai đứa à? Vâng ạ. Đây chắc là đứa thứ hai đúng không? Đứa này là đứa thứ nhất ạ. Cái thời điểm mà tôi đến thì này, nắng chiều nó xuyên qua những làn khói này. Trông rất là đẹp luôn. Chào con nhá. Ô thằng bé đẹp trai thế. Chú Vũ mang đây kẹo rồi. Cho con à? Mang kẹo làm quen đây. Với con này. Cho em này. Chạy mất rồi. Cho em kẹo này. Bé sợ kẹo này. Rất nhiều các em bé. Đây, cho em kẹo nhá. À. Cho em kẹo này. Mẹ đưa kẹo cho em. Cô bé này cô còn sợ luôn. Sợ rồi. Chú không làm gì đâu, chú đến chơi thôi. Thế đây là ai? Đây là em à? Vâng, đây là Thím. Thím à? Vâng. Thế là nhà mình có đàn ông ở nhà không? Dạ. Có đàn ông con trai ở nhà không? Có, nhưng mà đi vắng rồi ạ. Đi vắng hết rồi à? Vâng. Chỉ có phụ nữ và trẻ em ở nhà thôi à? Vâng ạ. Thế anh xin phép vào nhà chơi tí nhá. Đi, đưa anh vào nhà chơi tí. Trong làng thì nuôi rất nhiều chó. Sủa in cả tai. Em tên là gì nhỉ? Cán Thịt Bà. Hả? Cán Thịt Bà. Bà. À, lại gặp một cô gái nữa tên là Bà. Nhà ngồi của... đi anh. Ừ. Nhà của Bà thì cũng rất là cơ bản. Bình thường thôi. Bà học hết lớp mấy? Dạ, học hết lớp 9 ạ. Lớp 9 à? Vâng ạ. Ừ. Anh thấy trên bếp có đun một cái nồi này. Là đang nấu cơm à? Vâng ạ, đang nấu rau. Nấu rau à? Vâng. Vũ thử anh xem qua một tiếng được không? Nhá. Được mà. Xem là hôm nay gia đình ăn món gì nào. Vũ đang đun nước thôi ạ. À, đang đun nước thôi à? Vâng ạ. Thế thôi, đun nước thì thôi, không xem. Đây kìa. Mình còn ăn cơm ngô không hay là ăn cơm gạo? Vẫn ăn mèn mén ạ. À, mèn mén à? Vâng. Bởi vì anh thấy có nồi cơm điện ở kia chắc là nấu cơm gạo. Vâng ạ, làm cơm gạo với lại làm mềm mén luôn ạ. Ừ. em bé, ôi bóc cho nó đi em. Bóc cho nó đi. Đó. Bởi vì bạn ấy gặm cái vỏ nhựa này cũng không tốt.
cái ngôi làng này cũng khá là hay bởi vì là mọi người đều nói được tiếng Kinh. Vâng. Cô bé này vẫn đang dò xét mình thử làm quen. Ồ, không vấn đề gì. Bắt tay cái nhá. À. Thế bắt chân người nhá. Bắt chân được không? À, cũng không được à? À ừ thôi. Ok. Thôi. 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 Cô gái này không chấp nhận mình rồi. Phía bên cạnh nhà của bà này là một ngôi nhà bằng bê tông khác cũng rất là kiên cố. Nói chung thì tôi có thể gọi đây là một ngôi làng giàu có và trù phú ở cái vùng đất núi đá này. Vì đi đâu cũng thấy nhà xây. Bà ơi. Dạ. Nhà em có phải là nhà giàu không? Em cũng không biết ạ. Không biết à? Vâng. Nếu mà theo cái đánh giá của bản thân em ấy. Bình thường thôi. Bình thường á. Vâng. Vì anh thấy có sở hữu một chiếc tủ lạnh rất là to như thế này. Đấy. Thì chắc là cũng phải có điều kiện ấy, mới sắm cho mình những cái tủ này để cất giữ thức ăn. Vâng ạ. Nhưng mà ở trong đấy thường khi có gì thì mới để thôi, không có thì chẳng có cái gì để trong đấy. Thế bây giờ thì nó đang có gì ở trong không? Đang trống thôi. Thế á? Vâng ạ. Ồ, anh thử mở phát nhá. Vâng ạ, mở đi. Tôi thử xem là cái lời của bà có đúng không. Đúng là không có gì thật. Chắc là khi mà có công việc ấy nhỉ, muốn cất thức ăn ấy nhỉ. Vâng ạ. Muốn lưu trữ thức ăn thì mình mới sử dụng đến nó. Vâng, chứ một khi làm việc gì lớn lớn ấy thì mới dùng đến thức ăn, mới để trong ấy. Chứ mình không có sử dụng hàng ngày. Vâng ạ. Anh rất là cảm ơn bà vì đã cho anh vào nhà chơi. Vâng ạ. Thì bây giờ anh cũng đi thêm ở ngôi làng ấy. Vâng. Cảm ơn em nhá. Vâng. Cảm ơn em rất nhiều. Sao? Nhưng mà để ý cho anh mấy con chó nhé, ủi nó dữ lắm. Không sao đâu, anh đi đi. Anh bạn cho mình đi nhờ cái nào. Thôi được rồi. Có một cái điều rất hay là người Mông họ lại làm nhà ở rất gần nhau. Ví dụ nhà này là đi sang nhà kia chỉ cần đi một bước chân thôi. À, ở đây thấy cũng rất là đông vui. Cứ thử vào chơi xem sao. Chào cô ạ. Chào mọi người ạ. À đấy, bà ra trông chó cho mình rồi. À chào em nhá. Ô Tết bị làm sao này? Bị tai nạn ấy. Tai nạn á? À, chắc là đi xe máy à? Ờ, đi xe máy bị tai nạn. Là cái đường ở ngoài đây đúng không? Ờ. Ồ, nhưng bây giờ đã đỡ hơn chưa? Bây giờ cũng đi bình thường. À, đi bình thường rồi. À. Cả hai vợ chồng đều bị luôn à? Ờ, cả vợ chồng đi xe máy thì đã về. Ôi, anh chồng ở chân vẫn còn chưa lành sẹo này. Đi chỗ đâu? Chú Vũ lấy kẹo cho các cháu. Thế có phải là hôm đấy chồng say rượu xong là đèo em không? Không phải say rượu đâu. Thế? Lấy đấy. Không phải chồng lấy, mình lấy. À, em lái. Chồng ngồi sau. Ôi giời ơi. Cái đường nó khó thế thì phải để chồng đèo chứ. Cái này khó nhưng mà chỉ là bị xe ô ấy, bị xe ô đâm vào. À, bị xe khác đâm vào. Ừ. Thì cũng hơi đen nhỉ. Bây giờ mình cũng đang hồi phục rồi. Để anh chồng còn nhờ một chị đang cắt những cái gọi là chỉ khâu. Thím à. Thế là bị tai nạn, hai vợ chồng không làm được cái công việc gì nữa nhỉ? Còn đứa con nhỏ kia nữa. À, đấy, còn bạn nhỏ này nữa. Bố mẹ này đau chân cả hai. Ơ, thế đây nhà mình nhỉ? Nhà mình xây lâu chưa? Xây được 3 năm rồi. 3 năm mà? Cũng kiên cố nhỉ? 2 tầng. Xấu, đẹp mà. Thế có cái lối cầu thang này đi rất hay chưa? Mình lên thử xem cái nhá. Mình lên xem qua trên này được không? Ừ. Bởi vì mình thấy những ngôi nhà ở trong cái ngôi làng này họ cũng có một cái phong cách xây dựng rất là lạ. Tức là cũng hiện đại hơn ở những cái ngôi nhà khác ấy. Đấy. Phía trên này là một cái khoảng sân này. Đấy, và nhìn sang được ngôi nhà của Mua phía bên kia.
gia đình cũng đầu tư những cái đầu thu vệ tinh như này. Khi mà nhìn ở đây mới thấy là toàn cảnh ngôi làng này. Thì tất cả các gia đình đều sống thành một cái cộng đồng rất là gần nhau. Nhà này đi xiên qua nhà kia, nhà này đi xiên qua nhà kia. Đấy. Thì cái đó nó cũng thể hiện được một phần nào đó cái tinh thần cũng như là cái lối sống của người Mông. Họ rất là đoàn kết. Tôi cảm nhận được cái điều đó. Tôi thấy như vậy. Cái thời điểm hiện tại thì các bạn nhỏ cũng đang đi học về rồi. Và ngày hôm nay thì tôi và Vũ tận dụng cái khoảng sân nhỏ này, cái tầng thượng của ngôi nhà này. Tôi còn một ít bánh kẹo thì mời tất cả các bạn liên hoan một bữa nho nhỏ. Rất tiếc là không mang được nhiều quá thì đây Vũ cầm chia cho các bạn nhé. Cái Vũ cứ lấy đi. Nào mọi người ơi. Các bạn ơi. Nào. Ra đây nào. Chúng ta cùng nhau ăn kẹo nào. Ra đây. Đây là con của bà đây này. Nào, được rồi. Xuống vào đây nào, xuống vào đây lấy đây. Nào, xuống vào đây lấy nào. Người đi vào đây nào. Nào, đi vào đây. Vào một túi thần kỳ của chú nào. Đây. Lấy nhưng mà vẫn kêu à. Đấy. Cô bé này rất là xinh này. Thế mấy đứa học lớp mấy rồi? Lớp 5 à? Ừ, thế bạn này lớp mấy? Bạn này không học. À không được đi học à? Ồ, thế bằng tuổi em không? Hai đứa không bằng tuổi nhau à? À thế em lại không đến lớp à? Ừ. Thế cô bạn này thì học lớp mấy? Lớp 6 rồi à? À. Thế còn bạn này? Lớp 6 à? Ủa thế sao chênh lệch nhau thế? Một đứa thì lớn phỏng lên rồi, một đứa thì nhỏ hơn, đúng lứa tuổi hơn. Một bạn nữa chưa có đây này. Còn không? Hết rồi à? Vừa đủ đúng không? Vừa xinh à? Cái sân này cũng một chỗ để cho các bạn nhỏ chơi rất là hay. Vì nó có một cái lan can rất là rộng, rất là cao. Chơi không lo bị ngã. Rồi, tạm biệt các bạn nhỏ nhá. Hẹn một ngày nào đấy chúng mình sẽ có nhiều kẹo hơn và chúng mình sẽ làm quen với nhau được lâu hơn nhá. Rồi bây giờ thì chúng ta trở về gia đình và chuẩn bị ăn cơm tối thôi. Trời cũng bắt đầu tối rồi. Đấy, đi học thì phải về với cả nhà thôi. Không tí bố mẹ lại tìm. Ồ thôi chào hai vợ chồng nhá. Chúc hai vợ chồng sớm khỏi chân để có thể đi làm được nhá. Rồi, bắt tay cả nhà. Cảm ơn em rất nhiều. Chúc em mau bình phục. Thôi được rồi. Đây rồi. Cảm ơn em nhá. Cô áo đỏ là con gái đấy à? Con gái của gia đình nhỉ? Không phải đâu, nhà bên kia à? Thế à? Rồi chào mọi người nhá. Khi hai vợ chồng nhá. Khi khác mà hôm nào khỏi thì anh em mình uống rượu với nhau nhá. Rồi. Bà đang cho cháu ăn cơm mà. Nhưng mà cái nồi cơm này kiểu gì này? Ô, cái nồi à? Nhưng cái này giống như kiểu là cũng không phải là cháo, giống như một ấm chè. Nấu cơm không? Nấu cơm à? Bà lại nấu một cái nồi rất nhỏ như này để cho em bé ăn. Cái cách trông chăm em bé của bà cũng đáng yêu thật đấy. Đấy, mà trẻ con này ăn dễ lắm này. Chỉ cần một nắm cơm trắng như này thôi. Đấy, mớm cho là ăn luôn. Mà đứa này được mấy tháng rồi hả bà? 9 tháng ạ. 9 tháng? Vâng. Ôi 9 tháng mà con đã ăn cơm như này rồi á? Vâng. Ôi dồi ôi, con giỏi nhờ. Mà cái nồi cơm của con thì cũng đáng yêu quá cơ. Này. Ở đây có thêm những bạn nhỏ khác nữa. À, tôi thấy một cô gái rất là sành điệu như này. Chào em nhá. À, em bao nhiêu tuổi rồi? 14. 14 à? Vâng. Có đang đi học không? Có. À, thế à? Học lớp mấy? Lớp 8. Lớp 8 à? Vâng. Ừ. Đấy, rất là sành điệu. Ôi, em bé ăn tốt thật đấy. Tôi không biết là cái xúc xích này có phù hợp với bạn nhỏ này không, nhưng bạn ấy 10 tháng thì thôi chắc để bạn ăn cơm trắng cho nó cái bụng nó ổn định hơn, chứ bây giờ ăn những cái đồ mà công nghiệp như này thì tôi nghĩ là không tốt cho bạn ấy, thì ăn cơm trắng là chắc là tốt nhất. Bây giờ có 4 đứa nhỏ đây không biết chia kiểu gì, trong túi còn đúng 2 cái xúc xích thôi. Này thế đây là 2 chị em ruột à? Vâng, 2 chị em. Ừ, thế chú cho một cái để chia nhau nhá.
chú còn mỗi cái, vì thấy bạn này cũng đáng yêu nữa. Này, chú cho, này. Đấy. Xin đi. Đấy, còn yêu nhất là em bé này, ăn cơm trắng, 10 tháng tuổi. Rồi, bye bye nha. À, cô bé này xinh nhá. Rất là xinh đấy. Rồi, chào cả nhà nhá. Bye. Chào bà nhá. Thank you.